Cuộc đua giữa cặp kỳ phùng địch thủ Toyota Vios và Hyundai Accent đang đến hồi gay cấn khi thời gian bán hàng trôi về những tháng cuối năm. Đều xếp ở những vị trí đầu bảng, khoảng cách doanh số không quá lớn vì vậy cả hai mẫu xe này đều đang tràn trề cơ hội đua tranh vị trí số 1 ở phân khúc sedan hạng B, cũng như ngôi vương ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2022. Khi thời gian bán hàng của năm 2022 còn lại chưa đầy 2 tháng, bộ đôi này đều đang được nhà sản xuất, đại lý phân phối mạnh tay giảm giá để chạy doanh số nhằm hiện thực hóa tham vọng chiếm ngôi vương. Theo ghi nhận ở thời điểm hiện tại, Toyota Vios và Hyundai Accent đang được áp dụng nhiều ưu đãi cùng mức giảm giá từ 15 đến 20 triệu nhằm thu hút khách mua xe dịp cuối năm. Cụ thể, Hyundai Accent với 4 phiên bản được nhà sản xuất đề xuất giá từ 425 đến 545 triệu. Tuy nhiên, thực tế, ở các đại lý Hyundai các phiên bản số sàn đang được giảm từ 5 đến 7 triệu, trong khi đó các phiên bản số tự động của mẫu xe này hiện được giảm đến 15 triệu kèm nhiều quà tặng theo xe. Mức giảm này đưa giá bán Hyundai Elsent về mức 420 đến 530 triệu. Toyota cũng không chịu thua kém, ngay từ đầu tháng 11 hãng xe Nhật đưa ra chính sách ưu đãi lên đến hàng chục triệu đồng cho những khách hàng mua Toyota Vios. Cụ thể, trong tháng 11, khách hàng mua một trong ba phiên bản Vios gồm G, ECVT và EMT đều được nhận gói quà tặng 15 triệu, từ đại lý có thể quy đổi mức giảm tiền mặt. Ngoài ra, khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi mua xe. Trong thời gian diễn ra ưu đãi còn nhận được gói phụ kiện chính hãng Toyota, gồm camera hành trình, vẻ che mưa và bơm lốp điện tử cùng với một năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota. Trường hợp khách hàng vay mua xe cũng được hỗ trợ gói ưu đãi lãi suất trong năm đầu tiên. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, Toyota Vios và Hyundai Accent đều đang là những mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường cũng như phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Cụ thể, tổng doanh số bán Toyota Vios đạt 16.583 xe, trong khi Hyundai Accent đạt 15.715 xe. Cách biệt doanh số không quá lớn, trong khi cả hai đều đang được ưu đãi, giảm giá hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc đua hấp dẫn trong những tháng cuối năm 2022. Năm ngoái, Hyundai Accent đã vượt mặt Toyota Vios để trở thành mẫu sedan hạng B bán chạy nhất. Tuy nhiên, xét toàn thị trường ô tô doanh số bán cả hai mẫu xe này đều xếp sau VinFast Fadil. Chính vì vậy, trong năm nay Toyota Vios cũng như Hyundai Accent đang nỗ lực tìm lại vị thế.